Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Cường Đà Lạt. Hôm nay chúng ta tham quan, tìm hiểu một cái nhà hàng thủy tả nằm ở trên hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Nó là một ốc đảo, nhà thủy tả là restaurant và coffee. Nó nằm trên một ốc đảo nằm ở ngoài hồ Xuân Hương. Muốn qua cái nhà hàng thủy tả này, người ta phải qua một cái cầu. Người ta làm một cái cầu bằng xi măng, đi từ đất liền ra ngoài nhà hàng thủy tả. Chút nữa chúng ta đi vào trong xem thử nhà thủy tả này có cái gì đặc biệt hay không. Nó địa thế của nó rất là đẹp. Nó nằm ở giữa một cái hồ Trung ương, một cái vòng tròn, một cái đảo giống như là một cái ốc đảo vậy đó, mà nó hình tròn, vòng quay luôn. Vì cái ốc đảo này là nhân tạo chứ không phải là tự nhiên mà có, do vậy người ta làm rất là đẹp. Rồi chúng nữa chúng ta vào đó chúng ta tham quan xem thử có những cái dịch vụ như thế nào mà nó trở thành một cái nhà hàng mà có một gói thầu lớn khủng khiếp của Đà Lạt, gọi là lần đầu tiên một gói thầu cho một cái nhà hàng thủy tả mà nó lớn một cách khủng khiếp. Và cái người bỏ đấu thầu sau khi đã thắng cái gói thầu này, bỏ luôn, bỏ của chạy lên người. Vì lý do gì thì chưa biết. Bây giờ chúng ta vào trong. Chúng ta đang đi trên cái cầu, đi vô trong nhà hàng thủy tả. Bước chân qua cái cầu, để vào một cái vòng tròn của thủy tả. Giờ mở cửa là từ 6 giờ đến 22 giờ 30. Và giờ phục vụ là 6 giờ 15 đến 21 giờ 45. Bên này là một cái bãi đậu xe máy. Khách vào thì đậu xe máy bên này. Ở bên này là bãi đậu xe ô tô. Trong nhà hàng thủy tả này thì trước mặt chúng ta là một cái đài phun nước. Và cái nhà hàng chính của thủy tả. Bên tay trái của chúng ta, bước vào bên tay trái, chúng ta sẽ thấy một dãy quán cà phê và ăn trưa tại đây. Thì trong điểm tâm sáng thì gồm có phở khay thủy tả, 150.000 đồng một khay, phở bò tái nạm 75.000, miếng gà 75.000, hủ tiếu khô 75.000, bánh mì ốp la 65.000, bò hầm gu la 130.000, mì Ý xốp bò hầm 120.000. Nói chung giá trên này là tương đối cao đó, từ 100.000 trở lên không à. Còn cà phê thì không biết như thế nào. Đó là những quán ăn, những món ăn đó. Đây là những cái khi trong cái nhà hàng thủy tả này thì người ta sẽ bố trí những cái quán cà phê nó nằm ven hồ, những cái ghế cà phê nằm ven hồ, chúng ta có thể đứng ngồi uống cà phê và nhìn xuống mặt hồ, nhìn một cái view rất là đẹp. Đây là quán combo cho hai khách ăn trưa là 339.000, tức là hai khách ăn trưa là có một combo là 339.000. Đấy. Thì gồm có những cái món như thế nào? Là hai khách thôi nha. Là ăn trưa từ 11 giờ 30 đến 14 giờ. Đó là thời gian người ta cho khách ăn trưa. Là trong khoảng thời gian đó thôi. Là khai vị là một phần salad thủy tả sốt chanh dây, món chính là hai phần bò mì xào lúc lắc, dùng kèm với cơm chiên tỏi, và tráng miệng là hai cái bánh lăng. Đó là một cái combo là như vậy, là 339.000 cho hai người. Bên này là những cái quán cà phê, những cái bàn cà phê.
cho khách ngồi uống cà phê này, hoặc là ăn trưa có thể gọi ra đây ngồi ăn cũng được. Bên kia là cái nhà hàng chính, đây là những anh Tây đi vào trong quán này để mà ăn uống. Còn trên kia là cái quán chính. Quán chính ngày xưa nó sao bây giờ nó vậy, nhưng nó chỉ được là người ta làm mới lại thôi. Bên này là có một cái mấy viên đá, người ta khắc cái chữ Thủy Trà ở trên mấy viên đá rất là to như thế này. Là bên này có những cái cảnh trí xung quanh Thủy Trà, và xung quanh cái vòng tròn này người ta trồng dương liễu rất là nhiều. Đó là cái phần cơm trưa. Đây là cửa hàng chính của nhà hàng Thủy Trà này. Và có một cái combo ăn tối của gia đình là 990.000, là 4 người. Thời gian phục vụ là 5 giờ cho đến 20 giờ. Thì 4 phần sữa chua, sốt chanh dây, chả giò Thủy Trà, xà lách, bồ công anh, 4 súp và một cơm chiên, 4 cánh rong biển và một hồi rang trứng muối. Đó là combo 990.000 cho 4 người vào ăn tối. Đây là những cái bàn ghế ở ngoài để xếp để ăn trưa hoặc uống cà phê. Thì cà phê đây thì có hai loại cà phê rang, cà phê pha máy và cà phê pha phin. Cà phê pha máy thì khoảng chừng 55-60 ngàn, còn cà phê pha phin thì cà phê pha phin thì 55-60 ngàn, cà phê pha máy thì mắc hơn 5 ngàn, 10 ngàn gì đó. Đấy là ở giữa của Thủy Trà là người ta làm một cái vòng tròn, một cái đài phun nước, có những cái trồng những cái bồn hoa rất là đẹp. Bên này là những cái bàn ghế để cho khách ngồi xung quanh hồ để ngắm hồ. Khu vực này tạm ngưng hoạt động vì lý do sửa chữa. Đây, đang sửa chữa lại nên tạm ngưng hoạt động. Toàn bộ không gian này là không gian của Thủy Trà, một cái nhà hàng nổi tiếng từ ngày người ta ngăn cái đập làm cái hồ Xuân Hương này thì người ta đã thiết kế cái Thủy Trà này rồi. Bây giờ người ta mới làm thêm, cái này là mới làm thêm này, là một cái tường Thủy Trà Đà Lạt được khắc trên đá và hình một cô gái. Ủa sao lại hình cô gái lại biểu tượng cho Thủy Trà? Không biết nữa. Cái chuyện này là đài Thủy Trà đã là. Đó, quang cảnh của Thủy Trà toàn bộ là như vậy. Xung quanh trồng rất là nhiều cây dương liễu. Rất là đơn sơ. Vậy thôi. Nhưng trở thành một nhà hàng có gói thầu lớn kinh khủng của Đà Lạt. Nhà hàng này là cũng một thời đi học đây. Hồi xưa học trên trường cao đẳng sư phạm thì nhà hàng này đang còn là của quốc doanh, của hợp tác xã của nhà nước, nên giá cả nó cũng là quốc doanh. Sinh viên có thể vào đấy uống được. Hồi đó chúng tôi cũng hay vào đấy uống. 4 người kêu 2 ly cà phê sữa thôi là mới đủ tiền để mà trả. Sinh viên mà. Đúng là một thời đi học năm 1980, năm 1979-80 là học ở đây, học ở Đà Lạt này. Thì có ghé ra Thủy Trà này, nếu mà các bạn mà sinh viên của những cái thời kỳ đó thì nhìn cái nhà hàng Thủy Trà là nhớ lại những cái thời xưa, nhớ những kỷ niệm mà chúng ta đã ra đây ngồi uống cà phê. Thôi, chúng ta tham quan sơ sơ vậy thôi.
để nắm rõ giá cả và cái nhà nó như thế nào. Rồi muốn lên Đà Lạt, muốn lên ghé đây thì cũng biết sơ qua về giá cả của nó, và vào đây có thể chụp hình, quay phim rất là đẹp. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Xem nếu cảm thấy hứng thú thì cho mình một like và một đăng ký để kênh phát triển. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.